Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những tin chính sau. Pi Network Coides báo cáo người mua quảng cáo phải thanh toán bằng Pi Token. Vercel App tạo nên làn sóng trên thị trường với sự ra mắt của blockchain Pi Coin của cách mạng Web3 bắt đầu. Một tuyên bố mang tính đột phá đã được công bố bởi Pi Network Dự án tiền điện tử đang phát triển sẽ thay đổi cách thực hiện mua quảng cáo trên nền tảng của họ. Trong một bài báo do Cloyds xuất bản, Pineworks đã công bố chính sách mới yêu cầu người mua quảng cáo trên trình duyệt và ứng dụng phải thanh toán bằng mã thông báo Pi. Động thái này là một phần trong chiến lược của Pineworks nhằm tăng cường áp dụng và sử dụng mã thông báo Pi, đồng thời củng cố hệ sinh thái tổng thể của họ. Pi Network nguyên mẫu đầu tiên của việc triển khai tiện ích cấp nền tảng trên mạng đã thu hút được sự chú ý trong bài báo của Coides trong làng giao thức. Thông báo này đánh dấu một bước quan trọng trong hành trình của Pinnigwork hướng tới tầm nhìn của họ về việc tạo ra một hệ sinh thái tiền điện tử toàn diện và bền vững. Bằng cách đưa ra chính sách này, Pinnigwork không chỉ củng cố giá trị của mã thông báo Pi, mà còn tạo ra môi trường hấp dẫn cho nhà quảng cáo và người dùng. Do đó, Pinwook tiếp tục phát triển sứ mệnh của mình là tạo ra một nền tảng cho phép tất cả thành viên cộng đồng tham gia tích cực, đồng thời cung cấp giá trị thực sự cho người dùng. Đồng thái này cũng thể hiện cam kết của Pinwook trong việc trở thành công ty lớn trong ngành tiền điện tử bằng cách kết hợp đổi mới công nghệ với các nguyên tắc tài chính vững chắc. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với CoinDesk, nhóm pico giải thích rằng quyết định này được đưa ra sau khi xem xét cẩn thận nhiều yếu tố khác nhau bao gồm nhu cầu củng cố hệ sinh thái và tăng giá trị của mã thông báo pi người phát ngôn của pinwork cho biết người mua quảng cáo sử dụng mã thông báo pi sẽ có quyền truy cập vào đối tượng bao gồm hàng triệu người dùng đang hoạt động trên toàn thế giới điều này mở ra cơ hội mới cho các nhà quảng cáo tương tác với khán giả tích cực tham gia đồng thời cung cấp các ưu đãi rõ ràng cho người dùng tham gia vào hệ sinh thái. Bằng cách giới thiệu mô hình thanh toán quảng cáo sử dụng mã thông báo Pi, Pi Network cũng nhằm mục đích giảm sự phụ thuộc vào các mô hình quảng cáo truyền thống thường dễ bị lừa đảo và thao túng. Người phát ngôn cho biết thêm: "Chúng tôi tin rằng việc sử dụng mã thông báo Pi làm tiền tệ thanh toán quảng cáo sẽ giúp giải quyết các vấn đề về tính minh bạch và bảo mật thường xảy ra trong ngành quảng cáo kỹ thuật số. Quyết định của Pinwork về việc giới thiệu thanh toán quảng cáo bằng mã thông báo Pi cũng phù hợp với các xu hướng đang diễn ra trong toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Nhiều dự án tiền điện tử khác đã bắt đầu khám phá nhiều cách khác nhau để tích hợp mã thông báo của họ vào hệ sinh thái, ứng dụng và dịch vụ do đó động thái này không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân hệ sinh thái pinigurk mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung ngoài ra mã thông báo này đã mang lại sự thúc đẩy tích cực cho giá của tốc cần pi trên thị trường tiền điện tử sau thông báo giá của mã thông báo pi đã trải qua một đợt tăng vọt đáng kể đạt mức cao nhất trong vài tháng theo các nhà phân tích tiền điện tử hàng đầu, động thái này cho thấy thị trường có cái nhìn lạc quan về tương lai của mạng Pi và giá trị tiềm năng của tốc cần Pi. Tuy nhiên, một số người hoài nghi chỉ ra rằng vẫn còn một số thách thức mà Pi Network phải vượt qua để thực hiện hiệu quả chính sách này. Một trong những thách thức chính là làm thế nào để đảm bảo việc áp dụng rộng rãi mã thông báo Pi giữa người mua quảng cáo và người dùng ứng dụng để giải quyết thách thức này, nhóm PiCo đã công bố một loạt sáng kiến nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và tiện ích của mã thông báo Pi. Những sáng kiến này bao gồm các chiến dịch tiếp thị tích cực, quan hệ đối tác chiến lược với các công ty công nghệ hàng đầu và phát triển các tính năng mới tận dụng công nghệ blockchain. Hiện tại, Pi tiếp tục làm việc chăm chỉ để thực hiện thành công chính sách mới này và đảm bảo rằng hệ sinh thái của họ tiếp tục phát triển và mang lại giá trị cho tất cả thành viên cộng đồng. Do đó, thông báo này không chỉ phản ánh những tiến bộ đáng kể trong hành trình của Mạng Pi mà còn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Do đó, Mạng Pi vẫn là một trong những dự án tiền điện tử thú vị nhất để theo đuổi với tầm nhìn đầy tham vọng và cam kết mạnh mẽ để thực hiện hóa nó. Vercel App tạo nên làn sóng trên thị trường với sự ra mắt của blockchain Bitcoin của cách mạng Web3 bắt đầu. Trong thời đại mà công nghệ blockchain ngày càng thịnh hành, một cái tên đang làm dậy sóng thế giới, Vercel App, trong một thông báo thu hút sự chú ý gần đây, Vercel App đã chính thức ra mắt blockchain Bitcoin, đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng Web3 được nhiều người mong đợi. Đón đầu kỷ nguyên Web3 với Vercel App Vercel.app không còn xa lạ trong thế giới công nghệ. Là một nền tảng nổi tiếng với quy trình làm việc được áp dụng cho tất cả các ứng dụng khác. Vercel đã nổi tiếng là một trong những nền tảng đi đầu trong việc nâng cao trải nghiệm phát triển ứng dụng. Với sự tập trung và hiệu quả vào tốc độ, Vercel giúp việc phát triển ứng dụng trở nên dễ dàng và thú vị hơn với tất cả các nhà phát triển trên toàn thế giới. Cách tiếp cận của Vercel với Web3 không chỉ dừng lại ở việc tích hợp công nghệ chuỗi khối và nền tảng của nó, mà còn đưa ra ý tưởng cách mạng vào cốt lõi của mỗi bước cần thực hiện. Bằng cách chào đón Bitcoin vào mạng lưới của mình, Vercel đã tuyên bố mình là người chơi quan trọng trong việc định hình tương lai của Web3. Tăng cường hỗ trợ ngành, một điểm quan trọng trong quá trình ra mắt blockchain Bitcoin của Vercel là sự hỗ trợ mà nó đã thu được từ nhiều công ty công nghệ hàng đầu, từ Alibaba đến Amazon, Tencent đến Google và Azure, cho đến nhiều nơi khác. Sự hỗ trợ này không chỉ là điều xa vời. Các công ty này tích cực nhận ra tiềm năng to lớn của Vercel App và Picoin trong việc mang lại những thay đổi cơ bản cho ngành công nghệ. Không chỉ nhận được sự ủng hộ từ các tập đoàn lớn, Vercel còn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cộng đồng công nghệ. Những phản ứng tích cực từ cộng đồng nhà phát triển và người dùng công nghệ không chỉ khẳng định sự thành công của nền tảng mà còn cho thấy Vercel đã thành công trong việc tạo dựng niềm tin giữa các bên liên quan trong ngành. CircleCI mang tốc độ đến tận đầu ngón tay của bạn. Một tính năng nổi bật giúp Vercel App tỏa sáng là sự tích hợp với CircleCI. Một công cụ phân phối phần mềm cho phép các nhóm phân phối phần mềm nhanh hơn và hiệu quả hơn. Với CircleCI các nhà phát triển có thể dễ dàng tự động hóa quy trình phát triển của mình, đẩy nhanh chu kỳ phát triển và cải thiện chất lượng phần mềm được sản xuất mã có thể tái sử dụng và dễ bảo trì. Do đó đẩy nhanh quá trình phát triển ứng dụng tổng thể với sự tích hợp liền mạch giữa Vercel App và Circle CI. Các nhà phát triển có quyền truy cập vào các công cụ mạnh mẽ để tăng tốc độ phát triển ứng dụng của họ mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Tiềm năng to lớn của Picoin Tuy nhiên khía cạnh thú vị nhất trong lần ra mắt blockchain Bitcoin của Vercel là tiềm năng to lớn của nó. Bitcoin, một loại tiền điện tử dựa trên công nghệ blockchain, có tiềm năng trở thành một trong những đổi mới lớn nhất trong ngành. Với sự hỗ trợ từ các nền tảng như Vercel App, Bitcoin có thể mở rộng phạm vi tiếp cận và được áp dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Sự thành công của Bitcoin không chỉ phụ thuộc vào công nghệ cơ bản, mà còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của cộng đồng, ngay từ đầu, Pennywork đã thành công trong việc xây dựng một cộng đồng vững mạnh trên toàn thế giới. Với hàng triệu người dùng tích cực tham gia vào dự án này, với sự hỗ trợ từ Vercel App, Picoin có nền tảng vững chắc để phát triển và trở thành một trong những người chơi chính trong hệ sinh thái blockchain toàn cầu. Mở ra cánh cửa tương lai của Web3 Với sự ra mắt blockchain Picoin của Vercel App, chúng ta hiện đang trên đỉnh của một kỷ nguyên mới trong quá trình phát triển công nghệ. Cuộc cách mạng Web3 được nhiều người chờ đợi từ lâu giờ đã bắt đầu và Vercel và Picoin đang đi đầu. Tương lai của công nghệ chưa bao giờ tươi sáng hơn và tất cả chúng ta đều ở vị trí phù hợp để chứng kiến và đóng góp vào sự thay đổi này. Vì vậy khi chúng tôi chúc mừng Picoin và cộng đồng của nó về thành tích đáng chú ý này, chúng ta hãy nhìn về phía trước với sự nhiệt tình và lạc quan. Chúng ta đang ở giữa một cuộc cách mạng và cùng nhau chúng ta có thể định hình một tương lai tốt đẹp hơn cho công nghệ và xã hội.